xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và chúng ta sẽ quay trở lại với clip của Cường Kiên Thân vào lúc 20 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm mà hôm qua chúng ta cũng đã bán sản phẩm đó rồi. Nhưng ngày hôm nay thì sẽ là quần với nhiều size hơn. Hôm qua là size 28, 29, 30. Thì ngày hôm nay là tổng hợp tất cả các cái size còn lại. Ok, và ngày hôm nay thì giá vẫn sẽ là 120.000 cho một sản phẩm, bao check chính hãng toàn quốc, bao ship và bao mở hàng ra kiểm tra. Ngày hôm nay còn đẹp hơn cả hôm qua nữa cơ. Mặc dù là hôm qua bán được 78% rồi, nhưng hôm nay còn đẹp hơn nữa cơ. Và ngay bây giờ để không mất thời gian, chúng ta sẽ đến với mã gì? Mã Y. Mã Y ạ, từ Y1, Y dài anh em nhé. Y1 đến Y56 à? Hay 46? 46. 46 mã cho clip của hôm nay. Ngày mai thì bọn em đã chuẩn bị ra đây khoảng gần 60-70 mã áo phông cổ tròn rồi, nhưng mà chắc là ngày kia mới lên được nhé, bởi mai bọn em sẽ cho nhân viên nghỉ. Bây giờ thì nhân viên nhà em bảo là bọn nó không được sống ấy, thế nên em phải cho bọn nó sống. Ok, và ngay bây giờ hãy cùng Cường Kiên Thân khám phá clip ngày hôm nay nhé. Mày cười cái gì? Tại sao lại là không được sống? Quay trở lại cái câu chuyện này là bởi vì làm nhiều quá, nhân viên kêu là kiểu nhiều tháng nay là không được sống một cách tử tế, thế nên là bây giờ em lại phải thay đổi là cho nhân viên nghỉ 1-2 hôm đi đá bóng cho nó thoải mái anh em ạ. Ok, và để không mất thời gian, chúng ta sẽ đến ngay với mã đầu tiên sẽ là Y1. Một chiếc quần kaki với bụng 90, dài 96 và ống là ống 16. Một con kaki của Giordano với size là size 33 nhé. Giordano chính hãng, quần kaki rất là đẹp. Anh em lưu ý kỹ này, giá 120 là giá bao thị trường. Kể cả là nền tảng khác cũng không sẽ không có giá này đâu nhá. Bởi vì giá này bọn em đang bán quần sản phẩm lõi của nhà em với giá thấp hơn cả giá mà em đi buôn nhập vào. Đấy là em nói thẳng, còn ai tin hay không tin thì tùy thôi. Cái câu chuyện này em sẽ không nhắc lại nữa. Mã 2 chúng ta sẽ đến với DMC Domingo đấy ạ. Bụng 76, dài 104 và 17. Đây là một con kaki với thiết kế rất là đẹp, với màu là màu rêu nhá. Anh em nhìn cái khóa của nó này. Đây, anh em nhìn cái bộ khóa này biết là nó xịn như nào. Có 120.000 đấy. Đây nhá. Cái khóa của con này nó làm thiết kế đẹp lắm. Đây này, nó sẽ là một cái khóa cài được làm bằng kim loại nhá. Hàng của Domingo đây anh em. Đây này, cực kỳ chặt nhá. Riêng chiếc quần này thì anh em mặc chắc là phải được khoảng 5 năm. Bụng 76, dài 104 và ống là ống 17. Kaki. Mã tiếp theo. Kaki tiếp nha. Mã 3, bụng 78, dài 95 và ống 19 ạ. Một con của thương hiệu Sharp. Và hàng này là hàng Hàn Quốc nhé. Chắc là em bán quần với giá 120 hết tháng này thôi. Từ tháng sau rồi chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với giá 250 nhé. Tiếp ạ. Bởi vì tháng sau hàng nó là hàng mới. Hàng mới cập nhật. Cái hàng này là em mở lâu rồi. Em mở từ đầu năm cơ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 4, và chúng ta sẽ đến với hàng của Zara Men. Bụng 84, dài 105 và ống là ống 16 ạ. Hàng của Zara. Đây là một con kaki mỏng nhưng mà nó khá giống với cả dạng quần Âu ạ. Con này được cái rất là đẹp, và hàng của Zara với giá này thì là siêu rẻ rồi. Rất mỏng nhá. Bụng 84, dài 105 và ống 16 với mã là mã Y4. Hôm nay không có mã tặng nhá. Liều kỹ thôi, hàng này hôm qua là em lọc. Kinbaya. Bụng 86, dài 117 và ống là ống 21. Kinbaya size 34, hàng Nhật Bản. Mã này là mã nằm kaki đi. Thì chúng ta sẽ có một ít quần bò nhé. 95% ạ. Hàng em tự tay, là người tự tay chọn đấy anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Mã 6, bụng 76, dài 95 và ống 16. Mã này là Aniquilo. Con này thì size 28 này. Nhưng mà rất xịn nhé. Anh em nhìn độ mới cao kìa. Kaki. Hàng em tự tay chọn thì em sẽ nói. Còn hàng nhân viên em chọn thì nó sẽ là theo một cái đặc tính kiểu khác. Mã 7 ạ. Kiểu nó tùy thuộc vào gu đấy anh em. Hàng nó nhiều mà. Aniquilo. Chúng ta sẽ đến ngay với bụng 88, dài 96 và ống 19 ạ. Một con dạng kaki gốp rất mỏng của Ani. Ủa, con này đẹp lắm anh em, mới. Bụng 88 nha, dài 96 và ống 19. Form đẹp luôn. Chất cực kỳ mát. Cái chất này là chất siêu mỏng anh em ạ. Cái con này đẹp này. Mã 8 chúng ta sẽ đến với Gap. Bụng 84, dài 102 và ống 18 nhé. Đây là một con kaki của Gap với size 30. Con này màu của nó hơi nổi tí thôi, chứ còn cái chất người thương hiệu rồi đủ các kiểu của nó đều xứng đáng với giá khoảng 5 lít, chứ không phải là 120.000 như bây giờ anh em. Đấy là em nói thẳng luôn.
mấy cái màu này nếu mà mọi người không mua thì em sẽ để mặc thôi. Ví dụ như con Lê Cốp sở bọt hôm trước, cái con Lê Cốp gốp hôm trước là 2.8 triệu mua mới, em bán 120 mà đến lần thứ hai mà không bán được thì em sẽ để mặc. Mã 9 ạ, Imperial bụng 80 là 105 và ống 22 kaki mỏng nhé. Sẽ có một vài con nó khá là dị đấy, màu đây nhờ, những cái con như thế này thì nó rất là phổ thông này, ai mặc cũng được. Hai đàn em bụng 76 dài 96 ống 17 với mã 10, đây là một con kaki còn mới nguyên của H&M, nguyên tác giá luôn. Giá con này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng mấy chục euro anh em, euro ấy, không quá đắt đâu, nhưng mà giá 120 mới đét này là rẻ lắm rồi đấy. Tiếp ạ, mã tiếp chúng ta sẽ đến ngay với kaki mỏng tiếp nhá, mã 11, bụng 88 dài 109 và ống 19, hàng của Annie Quilo. Mấy con của Annie Quilo thì từ áo, quần rồi tất cả những cái sản phẩm của Annie thì đều là những con hàng siêu mới. Riêng cái kiện quần này ai khó tính chọn thoải mái thôi em, không cần thiết phải dễ tính đâu. Cái kiện này là em là người lọc nên em biết, cực kỳ đẹp. Vu ạ, kaki nhá. Y12 bụng 82 dài 106 và ống là ống 16 ạ. Form đẹp, chất đẹp, màu cũng rất đẹp luôn. Đây, một kem đậm 120, chính hãng bao check nhá. Mã tiếp theo 13, bụng 80 dài 102 và ống là ống 23. Với thiết kế này chắc chắn là của bọn Indian Blue, biết ngay rồi. Đây, đây là dòng gốp, mặc cực kỳ sướng và giá cực kỳ đắt nếu phải mua mới. Siêu mỏng, mặc như vải gió nhưng nó là kaki ạ. Bụng 80 dài 102 và ống 23 với mã là mã Y13. Đây là một trong số những cái mã quần mà bỏ ra 120.000 là sẽ cứ đi săn mãi kiểu này đó, không bao giờ phải ăn hận luôn. Có rất nhiều người săn được mấy cái mã quần của 120 của nhà em xong cứ suốt ngày hỏi là còn cái mã quần giống như thế không, nhưng mà hàng hai hen nó rất là đặc trưng, mỗi một con nó chỉ có một sản phẩm, ít nhất là một nhiều nhất là khoảng 3 sản phẩm, còn ít nhất là một sản phẩm thôi, nó chỉ có một sản phẩm duy nhất thôi. Ăn đi này, thế nên là săn là phải săn luôn nhá. 14 á, bụng 76 dài 100 và ống 15. Đây là một con Ani với chất liệu là kaki. Và vải này là vải gì? Giãn nhẹ nhá. Tức là nó sẽ có độ co giãn nhẹ của cái chất vải ấy. Nên mặc khá là thoải mái. Này, co giãn. Cái chất liệu này và với cái quần này 120.000. Chính hãng là quá rẻ. Còn con cuối cùng này. Đây là mã 15, HM 39 ơ đấy. Bụng 72 dài 96 ống 16. Đây này, 39 euro, mọi người nhìn thấy không, 39 euro rồi. Đấy, quần đâu có rẻ đâu, này 120 này, bao check bao ship. Bụng 72 dài 96 ống 16, 120.000 cho mã này thì không phải săn thì là cái gì anh em. Tiếp ạ, 16 chúng ta sẽ đến với kaki với bụng 88 dài 101 và ống 22, một con kaki màu xanh tím than của thương hiệu Gu Nhật Bản nhé, hàng của Gu. Em chia sẻ thật với mọi người luôn là quần của nhà em sắp hết rồi. Đấy là em nói thẳng luôn, là sắp hết rồi. Thế nên là chắc là đợt này xong cái đợt 120 này là em sẽ nhập mới. Nhưng mà nhập mới thì giá ban đầu nó sẽ rất cao. Mã 17, bụng 92 dài 9899 và ống 23, hàng của Modus Vendi, hàng Italia. Và chúng ta sẽ bán thêm khoảng 1 tháng nữa giá này. Sau đấy giá nó sẽ cao hơn nhá. Nhấn mạnh lại kaki ạ. Tôi đọc form nhanh, đọc form ra này nhá. Em đọc lại form cái con Modus Vendi với mã Y17 nhá. Bụng 92 dài 9899 và ống 23 nhá. Con này người già mặc thoải mái này. Chất kaki. Tiếp. Tiếp tục là một con quần, quần này là quần Âu, bụng 94 dài 104 và ống 21. Brand Goods Hàn Quốc. Đẹp thế. Mấy cái con này thì cái phần tem của nó sẽ là đây này. Anh em nhìn này, ở đây nó có một cái bill siêu thị của Hàn luôn. Nói chung là kiện hai hen nó nhiều cái hay lắm anh em. Đây, chúng ta sẽ đến ngay con quần Âu nhá, của Hàn Quốc ạ. À, bụng 94 dài 104 và ống 21. Mã tiếp theo 19, bụng 88 dài 106 và ống 21. Chúng ta sẽ đến với cái gì đây? Apache, hàng Hàn Quốc. Đây, kaki,
đẹp thế nhở. Con này vải sờ rất giống chất của nhung tâm nha anh em nhé. Và nó rất là phù hợp với ai mà trên 50-60 tuổi ấy. Là cái form ấy và cái màu này đẹp chưa? Màu nâu đậm, chất nó cũng đẹp. 20 ạ, chest cut, bụng 78, dài 99 và ống 24 nhé. Chúng ta sẽ đến một con của Hàn Quốc và đây là quần Âu anh em nhé. Quần Âu để mặc vest, hàng của chest cut mà giá 120 này. Nhấn mạnh lại với mọi người là chúng ta sẽ chỉ còn 1 tháng nữa với cái giá này để bán nốt tất cả những sản phẩm này. Về sau giá nó sẽ rất là cao. Basic House Get User 21, bụng 92, dài 109 và ống 21. Ngoại trừ màu ra thì chất, form, độ mới tất cả đều tuyệt vời. Bây giờ em sẽ đọc lại form size này. Bụng 92, dài 109 và ống 21. Con này của Get User Hàn Quốc ạ. Hai cúc còn nguyên luôn. Màu cũng khá hay. Màu này thì chắc chắn là sẽ chuộng người rồi. Tiếp, hôm nay không có hàng tặng nhá, nhấn mạnh mọi người. 22, bụng 84, dài 103 và ống 22, kaki. Đẹp dã man nhỉ. Đây, một con kaki màu xám đậm. Anh em đợi em chút nhé. Em phải tìm tem. Nếu mà không có tem thì con này trong kiện hàn mà. Đây tem của nó đây này. Đây nghe. Đấy. Thường thường ấy là có rất là nhiều các cái con mà tem của nó sẽ. Con này là tem của nó là tem Nhật nhá. Thường thường là có rất nhiều con ở trong này nó không có tem thì nó sẽ là tem ở túi. Bụng 84 dài 103 và ống 22 với mã là Y22 luôn. Y23. Y23 chúng ta sẽ đến với Zara, nhưng con này khá ăn chơi. Bụng 84 dài 102 và ống 15-16 ạ. Nhưng mà con này rất xịn, quần bò nhá. Này, ăn chơi là rách xương vải sơn. Nói chung là nó sẽ cũng khá đơn giản, nó không quá sức nhiều đâu. Nhưng mà nói chung là nó sẽ ăn chơi đấy. Hàng của Zara chính hãng. Tiếp tục là Zara tiếp với mã 24 ạ. Bụng 80 dài 105 và ống 15-16 tiếp. Lại tiếp tục là một con Zara ăn chơi. Thường thường là mấy con này sẽ phù hợp với anh em trẻ này. Nhưng em nói thật với anh em nhé, để mà mua một cái con Zara như thế này và độ mới cao như thế này, giá có 120.000 là siêu rẻ nhá. Là phải săn. 25 ạ, Beluga. Bụng 74 dài 107. À nhầm, dài 100 và ống 17 với mã 25. Con này size 30, W30, L30, hàng của Beluga. Đây là một con quần bò màu xám đậm. Sắp hết hàng rồi. Rất may là đợt trước em nhập nhiều nhưng bây giờ là bán vãn vãn, sắp hết rồi. 26 Zara, bụng 82 dài 101 và ống là ống 16. Hàng của Zara thì chỉ cần nhìn xem là nó có rách xước nhiều, nó có phù hợp với mình hay không thôi. Chứ còn chất của Zara rồi tất cả các thứ mà với giá này thì lấy gì ra mà check anh em. Đây, đẹp như này cơ mà. Quá rẻ. Một con size 29 với mã 27, con này của Calusi. Bụng 76 dài 100 và ống 15. Toàn thương hiệu to nhá, toàn đến từ những đất nước ví dụ như Italia. Những con Annie thì của bọn Nhật Bản. Beluga, Zara, hàng made in Portugal, Bồ Đào Nha các kiểu. 25 ạ, Invisible. Đây là một con của Korea, bụng 80 dài 96 và ống 15. Con này lại tiếp tục là một con form trẻ dành cho những ai mà còn trẻ nhé. Chắc là dưới tầm 40 mới thích mặc cái form này. Hàng made in Korea, Hàn Quốc. Mã tiếp, chúng ta sẽ đến một con rất hay của thương hiệu Gu. Bụng 86 dài 95 và ống 17. Quần bò ăn chơi dành cho ai mà trẻ này. Con này nó sẽ có những cái họa tiết kiểu được thêu 100% trên con quần ấy. Thêu tay ấy. À không, cái này chắc thêu máy không phải thêu tay đâu. Nhưng mà cảm giác là nó rất chơi nhá. Với cả màu nó cũng rất là đẹp, màu xanh sáng. Em đọc form size bụng 86 dài 95 47. Con này mà ai biết phối đồ thì rất là đẹp luôn. 30 ạ, chúng ta sẽ đến với một con size W31 L32. Con này bụng 84 dài 99 và ống 17. Con này made in Korea, hàng của Q&A. Đẹp phết. Đây, tem nhỏ nhá.
tác đằng sau bằng da lộn. Mã này là mã 30. Bụng 84 tài 99-100 và ống 16-17. Đẹp nhờ. Thực ra là cái màu này nó dễ mặc ấy. Chọn đúng form ấy. American Eagle đại bảng Mỹ với mã 31, bụng 78, dài 100 và ống 16. Màu đen. Đây, cho mọi người xem toàn bộ những cái gì liên quan đến con quần nhé. Tem mác đầy đủ hết đây. Có nhiều cái, ví dụ như là đây, những chi tiết kiểu thêu ở trên áo ấy. À nhầm, trên quần. Mã này mã 31. Y32. Y32 chúng ta sẽ đến một con quần của Mỹ nha. Con này ăn chơi lắm anh em. Đây, con này của Rarick. Đây là một con quần túi hộp rất chơi nha. Con này cực kỳ dày dặn luôn, nhưng mà nó bụi. Kiểu nó rất là Mỹ ấy. Bụng 82, dài 103 và ống 17. Nói chung là đẹp lắm. Nó đẹp từ những chi tiết liên quan đến con quần luôn. Nhưng con này khá là bụi bặm và khá là dân chơi. Chính vì thế nên là anh em nào phải thực sự chơi mới ok được. Đây, chúng ta sẽ đến với siêu phẩm. Con này nếu mà không nói là siêu phẩm thì không phải, bởi vì nó hơi dị. Nhưng mà nó là siêu phẩm nếu ai biết về thương hiệu này và nếu ai biết nhìn sản phẩm của hàng hiệu. Bụng con này là mã 33. Tất cả đều là bằng da hết. Và đây là thương hiệu rất to. Và đây là một con quần của Edwin. Đây, quần hiệu đấy. Con này size 34. Bụng 90, dài 113 và ống 20. Đây là một con quần với độ ăn chơi chắc phải cực kỳ kinh điển luôn. Anh em nhìn này, toàn bộ là da lộn hết này. 120.000 cho cái mã của Edwin này. Tiếp tục là một cái con xứng đáng để sưu tầm. Mà em cũng nói luôn là ai không mua con này thì em sẽ tiếp tục để không bán nữa. 34 mọi người sẽ không bao giờ thấy em lên con này nữa nhá. Bụng 82, dài 96 và ống 15-16. Tem mác đầy đủ. Bụng 82, dài 96 và ống 15-16. Một con quần bò màu đen, chất co giãn nhẹ. Từ từ nhé, để em xem con này của thương hiệu gì. Con này tem của nó là tem Nhật. À, con này của Keep Away. Đẹp dã man luôn anh em. Mã tiếp ạ. 35. Con này của Halic Gammon. Bụng 80, dài 100 và ống 17. Đẹp dã man luôn này. Được cái là con này 98% anh em nhé. Mới lắm. Em đọc lại này. Bụng 80, dài 100 và ống 17 nhé. Nốt đợt này thôi. Đợt sau em mở quần ra em sẽ không bao giờ bán giá rẻ như này nữa. 36 ạ, Canifa size 31. Bụng 88, dài 92 và ống 17 nhé. Đây là một con màu gọi là màu bạc. Xám trắng. Tiếp. Mã tiếp theo, chúng ta sẽ đến với 37. Bang Bang Jean, bụng 102. Ôi, con này dài. Con này là bụng 102 hay là dài 102? Bụng ạ. Bụng 102, dài 92 và ống 20. Con này ra đời vào năm 1961. Đây là thương hiệu ra đời vào năm 1961. Để em xem tem con này nó ghi là size bao nhiêu đây. Tại sao form hơi lạ. Con kia cưới gì đấy? Bụng con này 102 mà. Bụng rộng hết. Này chắc là size 34 đấy. Mã 37 nhé. Cũng không quá ngắn đó. Cũng dài phết đấy. 38 ạ. Một con bò của thương hiệu Raw. Bụng 90, dài 102 và ống 15. Chúng ta sẽ có này. Đầu tiên là cái tag của Raw. Ở đây là tag kim loại. Đây. Quần này đẹp đấy nhỉ. Đây. Nhiều tem. 120.000. Bụng 90, dài 102 và ống 15. Con này cũng rách sức nhẹ ăn chơi nhá. Ồ, con này cũng đẹp chứ. Đẹp, đẹp chứ. Đẹp lắm. Thực sự là nếu mà để nhận cái con này bên ngoài ấy, thì em sẽ biết là 120.000 thì đúng là chỉ mua được mấy cái con cúc ở trên con quần này thôi. 39 là Annie. Bụng 86, dài 108 và ống là ống 19 nhá. Một con bò của Annie màu xám đậm. Con này không mua thì mua cái gì anh em. Dễ check, mới đét và giá rẻ. Mã tiếp theo, mã 40, chúng ta sẽ đến với Homer. Bụng 78, dài 95 và ống 19 ạ. Tem mác đầy đủ.
bụng 78, dài 95 và ống 19, hàng cực đẹp luôn. Này, siêu phẩm dành cho những ai mặc size 30 đấy ạ. Indigo, bụng 88, dài 115 và ống 19, 41. Anh em đi mua những cái con quần bò kiểu ở những cái, nếu mà anh em đã từng đi săn ấy, anh em cứ đi hỏi xem có phải là cái giá nhập của cái con quần này còn đang đắt hơn rất nhiều so với cái giá em đang bao ship không? Bọn em bán cái này là bán sản phẩm lõi để gọi là người dùng họ có cái sản phẩm để họ kiểu thu hút vào kênh của em ấy, thì em mới bán giá này. Chứ còn giá này là quá rẻ so với cả một sản phẩm như thế này. 42 ạ, Basic House, bụng 80, dài 111 và ống 16. Mọi người đi tất cả mọi kênh, mọi người xem có ai dám bán quần bò hai hen chính hãng như này, mới đến như này với giá 120.000 lại còn bao xịu. Làm sao có được em? Không dám bán bởi vì họ nhập làm sao được giá này, chứ đừng nói là bán. 42 ạ, Basic House, cúc đồng, con này ăn chơi cực. 43 chúng ta sẽ đến với Pull & Bear, bụng 78, dài 102, ống 17. Con này lại tiếp tục dành cho những người trẻ này. Hôm nay người trẻ có rất nhiều lựa chọn anh em. Nhưng cái con này thì nó sẽ thiết kế theo kiểu rách xước nhẹ nhá. Nhưng mà được cái là quần nó mới kiểu 95-98% ấy. Đây này, gấu kia các thứ còn nguyên luôn. Tiếp ạ. 44, bụng 96, dài 98, ống 25. Con này của Hotspring, hàng Hàn Quốc, form rộng nha, ống rộng. Các chú nào mà thích kiểu mặc kiểu ăn chơi kiểu rộng rãi giống bọn Levi ấy thì chọn mấy mã này giúp cháu. 45 chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm. Tại sao gọi là siêu phẩm? Quần bò của Tommy Hilfiger. Tommy đấy, đây, hàng của Tommy Hilfiger này. Đây ạ. Bụng 84, dài 108, ống 24, form đẹp luôn. Hàng của Tommy. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là mã 46. Hang ten với bụng 98, dài 98-99 và ống 26. Form trơn. 120.000. Ống nó rộng như này thì anh em có thể, nếu mà không thích mặc ống rộng hẳn như này thì anh em có thể sửa. Còn có rất nhiều người hỏi em cái ống kiểu ống rộng như này để mua ấy. Ống con này cũng khá rộng ấy, 25-26 cơ mà. Ok, và ngày hôm nay sẽ không có một mã tặng nào cả. Clip ngày hôm nay sẽ là những sản phẩm rất ngon. Và chúng ta sẽ kết thúc clip ngày hôm nay với mã Y46 nhé. Và sau like thì không hỏi lại nữa. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Em là Cường Kiên Thần. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.